Hôm nay em sẽ lên một cây cưa xăng cho mấy anh khai thác nha, thương hiệu của Hubana. Đó, con này là hàng chính hãng Thụy Điển nha. Mã số nó là 254SB nè. Đó, tem nó đóng bên đây giùm em nha. Đó, hàng con này là hàng bãi xuất Nhật nên mấy anh sẽ thấy tem Nhật nè. Đó, con này nó bằng công suất với con 353 nha. Đó, 54cc, nòng bãi bê tông là 45 ly. Đó, máy nòng đứng nha mấy anh. Nòng đứng này vòng tua máy nó sẽ tua nhanh hơn mấy năm. Đặc biệt là con này lóc nhôm hợp kim nè, rất là bền bỉ cho cái dòng này ha. Dòng này là đời trước của con 353 đó, siêu khỏe luôn. Đó, giá cũng rất là mềm nữa. Máy móc là bên em đã test nổ ok hết rồi. Nòng bài bê tông còn bao đẹp nha. Sử dụng hai ốc chân lam nè. Rồi lam xích riêng theo máy là dài 45cm ha. Lam nối tản nhiệt. Đó, lam này tản nhiệt rất là tốt luôn. Đó, sử dụng lam rồi chân xích 325, em đã lên xích mới cho mấy anh nha. Đó, về chứ việc mấy anh đổ xăng pha nhớt vào là sử dụng. Anh nào muốn cưa gỗ to thì có thể lắp lam dài thêm ha. Con này có thể lắp được lam 5, lam 6 ha. Rất là khỏe luôn. Rồi, anh nào có nhu cầu sử dụng thì cứ gọi số điện thoại trực tiếp trên màn hình. Bên em ship hàng toàn quốc nha. Rồi, con này cho mấy anh chuyên khai thác. Khi mấy anh gọi điện thoại hoặc nhắn tin, mấy anh nhớ đọc mã số máy giùm em. Con này là mã số là 254. Rồi, em cảm ơn.